Cô này tìm cho anh cái giấy giấy địa chỉ cửa hàng cái. Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Chào anh Nguyễn Hoàn nhá. Chào tất cả anh em nhá. Mời anh em cùng vào xem live stream anh em nhá. Đi giữa trời khuya sáng đêm lấp lánh. Chào anh Đỗ Văn Lực nhá. Cho anh bình yên âm thanh nhá. Chỗ này quang là cái đấy nó chém vào tay chú luôn. Bật lên đi em. Cho anh Nguyễn Thức nhá. Cho tất cả các bác nhá. Cho anh Nguyễn Duy Trung nhá. Cho anh Trọng Đình nhá. Cho Minh Cảnh nhá. 218, con súp 218 giá hiện tại đang là 218 đang là 10 triệu anh nhá. Chào Trung Nguyễn nhá. Chào Đinh VPN nhá. 20 tháng 1 em có phải giáo viên đâu anh. Chào Nguyễn Hà nhá. 20 tháng 11 thì có liên quan gì đến em đâu, em có phải giáo viên đâu. Chào anh Tu Chu Văn Tuyến nhá. Chào anh Trường Đặng nhá. Chào anh Huân máy ảnh nhá. Chào tất cả các bác nhá. Anh em vào đông đông một chút đi ạ. Bốn kênh giá bao nhiêu anh Nguyễn Thức? Anh hỏi bốn kênh bao nhiêu watt anh? Bốn kênh em có là 650W này, 850W này, 1300W kìa. Đó, có rất nhiều các loại anh ạ. Anh muốn hỏi tầm bao nhiêu watt? Bao nhiêu watt thì em sẽ báo giá luôn cho anh em. Chủ yếu là anh em hỏi là tầm bao nhiêu watt thôi anh em nhé. Vâng, ok anh Trường Đặng nhá. Chào anh Lê Hiệp Định nhá. Chủ yếu là anh em hỏi đẩy bao nhiêu watt thôi anh em nhá. Chứ đâu là 4 kênh thì em nhiều lắm. Chào Trung Nguyễn nhá. Chào Hưng Điệp nhá. Chào tất cả anh em nhá. Anh em vào đông đông chút đi ạ. Chào anh Tùng Vũ Vũ nhá. Hai kênh, bốn kênh gia đình từ 400W, 600W, 800W, 1000W, 1500W đều có hết anh em nhé. 1300W, 1300W 10 triệu anh nhé. 1300W đây, 10 triệu. Bao ship luôn cho anh em. Đó, bao ship luôn cho anh em này. Đó, anh em có thể nhìn thấy chưa? Biến áp như là cái nồi cơm điện, đúng không? Chào anh Trần Tuấn nhá, chào anh Hành Nguyên nhá. Đó. Hai kênh Huân Dương 800W, 600W đây anh ơi. 800W, 600W thì 600W là 4 triệu 3 anh nhá. 800W là 5 triệu anh nhá. Lương Phạm nhá. Còn một kênh 1000W là 6 triệu 2 anh nhá. 1000W 4 kênh không có anh ơi. Hưng Điệp 1300W 10 triệu anh nhá, bao ship luôn cho anh em. Và cho anh xem con đẩy chạy một đôi full 30 và một đôi 25. Anh lấy con LA650 này ok anh nhá. Đó thì chơi được luôn. Đấy LA650. Hai kênh 1000W đây anh em này. 1102 đây nhá. 1000W một kênh nhá. Chào Linh Trần nhá, chào Hạnh Đỗ nhá, chào Lại Lâm nhá. Đó, 1000W một kênh anh em nhá. Đấy con này là 1000W một kênh này. Đó. Biến áp bự chưa? Anh em thấy chưa? 1000W một kênh, size của nó chỉ là 35cm thôi anh em nhá. 35cm thôi nhá anh em nhá. Đó, ok chưa? 4 kênh giá bình dân bao nhiêu watt? Anh ơi, 4 kênh giá bình dân thì là 600 đây, 650W anh nhá. 4 kênh con này giá bình dân, chào Quang Đình Công nhá. Đó, 650W anh em nhá. Con này đang khuyến mại từ 6 triệu 7, chỉ còn 6 triệu thôi anh em nhé.
anh em không lấy nhanh là bây giờ tỷ giá nó đang lên cao, là không sau lô hàng sau về là không có giá 6 triệu đâu ạ. Lô hàng sau chắc chắn là phải lên 6 triệu rưỡi anh em nhé. Chào Lam Hoài nhá, chào Quang Hải Phạm nhá, anh em nhá. Lô sau là sẽ tăng giá anh em nhá, tỷ giá bây giờ nhân dân tệ nó tăng nhiều lắm. Nhận hàng rồi thanh toán hay sao anh? Vâng đúng anh Luân Minh ơi. Chào anh Linh Phạm Văn Linh nhá, chào anh Nguyễn Gia Khánh nhá. Anh em nhận hàng rồi thanh toán anh em nhé, cọc trước 500 nghìn cho em. Mua đẩy cọc trước 500 nghìn anh em nhé. Đó, anh em mua đẩy anh em cứ cọc trước là 500 cho em. Đó. Chào Công Vũ nhá. Chào Cao Hưng nhá. Nguyễn Hà. Anh Nguyễn Hà. À, con vừa anh hỏi là con 650 đúng không anh? 650 chơi 1 cặp 30, 1 cặp 40, à 1 cặp 30, 1 cặp 25. Thì con này đang là 4 triệu 3 anh nhá, chưa gồm phí ship anh nhá. 4 triệu 3. Chiều sâu của nó rất là ngắn thôi nhá. Có cho mở kiểm tra không? Có cho mở kiểm tra nhưng bung tem thì sẽ không bảo hành anh em nhá. Mất tem thì sẽ không bảo hành, con đẩy nào em cũng dán tem anh em nhá. Đấy, còn đâu cho mở kiểm tra hàng đúng hàng thì thanh toán thôi. Đấy, anh em nhá. Con này size của nó tầm khoảng độ là 38 cm anh em nhá. Con đẩy những đẩy hai kênh của em size rất là ngắn. Đẩy hai kênh của em trừ cái con công suất lớn kia thôi. Chứ đâu hầu như là size của nó rất là ngắn anh em nhá. Đó. Không nóng đâu anh Nguyễn Văn Hiên ơi. Đánh không nóng đâu nhá. Con này mạch class 2H đánh không nóng một tí nào luôn. Đánh thoải mái không nóng. Anh em nhá. Chào anh Nguyễn Chí nha, chào anh Quý Trần nha, chào anh Đỗ Văn Điện Diện nha, chào anh Nguyễn Đình Long nha, chào anh Phúc Lộc nha. Đấy anh em, đây là con 450 này. Đấy 450 giá 3 triệu 7 này, 650 giá 4 triệu 3 này, 850 giá 5 triệu anh em nhé. Đây là những cục đẩy hai kênh, từ 400W này, 600W này, 800W này. Chào anh Nguyễn Đức Lương nha, chào anh Phạm Ngọc nha. Đó, còn đây là 1000W anh em này. Đó, 1000W này. Ok chưa ạ? Đây là 1000W này, 1102 anh em nhé. Đó, và tiếp theo 1000W là 1500W này anh em này. 1500W này. Đấy. Đánh được, nếu mà full thì anh chơi được 2 cặp full, hoặc là thêm một súp hơi thì anh phải đánh 1 cặp full, 1 súp hơi anh em nhé. Đấy, đây là 1500W nữa này. Điện máy Linh Thủy nha, chào Nguyễn Đạo Huệ nha. Con nào đánh được BMB 2000? Anh ơi, BMB 2000 thì anh lấy con 650 này là thoải mái anh nhá. Còn bình thường anh lấy 450 là chơi được rồi, không thì anh lấy 650 đánh thoải mái luôn. Được chưa ạ? Vâng, ok anh Bình Nguyễn nhá. Tùng Vũ Vũ nhá, nếu mà anh chơi con AP không làm Phạm Ngọc ơi. Cái con 4 kênh 650W này thì anh em có thể ghép cho em là một cặp 40, mỗi kênh là một chiếc bát 40 này. Đó, hoặc là anh em có thể là ghép chập hai kênh và đánh con súp 50 này. Hoặc là mỗi một kênh này đánh một con bát 30 ngon lành luôn anh em nhé. Đấy, giá đang khuyến mại chỉ 6 triệu thôi, bình thường em bán 6 triệu rưỡi mới 6 triệu 7. Thì qua đợt hàng này thì em chỉ còn 5 con thôi anh em nhé. Qua đợt hàng này thì chắc chắn là sẽ lên 6 triệu rưỡi, 6 triệu 7. Vì hàng này nó không có hàng rẻ nữa đâu anh em nhá. Lô này là em nhập được giá tốt nên em mới bán rẻ như này thôi. Còn sau thì toàn 6 triệu 7, 6 triệu rưỡi hết anh em nhá. Đấy, anh em lưu ý là như vậy. Chào Vinh Nguyễn nhá. Đó. Hai kênh, 4 kênh đều có cho anh em sự kiện rồi, gia đình đều có anh em nhá. Đó. Nguyễn Như Thủy, chào Nguyễn Như Thủy nhá. Đó. Anh em muốn tầm bao nhiêu là đều có hết anh em nhé. Chào Minh Tâm nhá. À. Anh em vào đông đông, mỗi anh em cho xin một like đi anh em ơi. Mỗi anh em cho xin một like đi ạ. Cho nó rực rỡ lên cái, cho xin một like cho rực rỡ lên cái. Anh em nhé. Đó. À. Các thể loại cho anh em. Chào Cường Tây nha, chào BB Dũng nha. Mỗi anh em cho xin một like đi anh em ơi. Ấy đúng rồi.
rất nhiều like. Ở trên Facebook thì anh em thả like rất là mạnh. Trên Facebook anh em thả like rất là mạnh. Đó. Ok, Hán Đức Tuyền nha, chào Ngô Lực nha, chào An Lâm nha, chào Hoài Ân nha. Ok, trai họ Tăng nha, cảm ơn trai họ Tăng nha. Anh em vào giá 4 kênh sao anh? Anh Ngô Lục ơi, anh Ngô Lục, anh hỏi sĩ Nam Định nha, chào Cú Úc Việt nha. Bật nhạc lên, hôm nay không có nhạc anh ạ, nhạc dính bản quyền đấy. Hôm trước đã bị dính bản quyền rồi. Giá 4 kênh, anh hỏi giá 4 kênh là bao nhiêu watt anh em nhỉ? Cho sáng trần nhá. Anh em hỏi 4 kênh là bao nhiêu watt anh em? Em có 650 này, 850 này, 1300W này, đều là 4 kênh hết anh em nhá. Quang Minh Vũ nhá, chào Hồ Nhân nhá, chào Trần Bình nhá. Chào sáng trần nhá, Dũng Đặng Vân đẩy gì vẫn đấy. Anh em muốn hỏi đẩy gì ạ? 2 kênh, 4 kênh đều có hết anh em nhá. Giới thiệu chi tiết, anh Đặng Đặng Văn Dũng, anh muốn hỏi đẩy gì ạ? Để em giới thiệu chi tiết luôn. Chào anh Nguyễn Văn Thân nhá. Chào anh Nhạc Sống Quốc Phát nhá. Anh em muốn hỏi đẩy gì, tầm công suất bao nhiêu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem. Chào Lê Giang nhá. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem. Âm ly 300 đánh được 325 không? Chơi tốt anh Văn Đông Vblog nhá. Các thể loại anh em tham khảo. Vâng, tí nữa anh ạ. Loại gia đình thôi anh. Loại gia đình thì anh em chơi con E7 này nhá. Chơi con E7 4 kênh nhá. Chào Phương Nguyễn nhá, chào Đức Quang nhá. Chơi E7 4 kênh này là ngon này anh em nhá. Công suất là 650W thì anh em đánh cho em 2 cặp loa ngon lành luôn. K10 không còn anh ơi. K10 dạo trước bán rẻ anh em không mua thì người khác mua mất rồi, mua hết rồi. Chào Nguyễn Tư nhá. Bây giờ chưa có hàng về. Và không biết bao giờ mới có hàng về cơ. Đấy là 600 giá 4.3 anh Nguyễn Thuận nhá, 4.3 nhá. Đó. Con này dùng gia đình ngon lành anh em này, với công suất của 650W thì anh em nếu đánh súp hơi kẹp chập 2 kênh vào. Chào anh Nguyễn Tư nhá. 4 kênh 800W, một kênh có em có con 850W anh em nhá. Con này giá 8.3 anh em nhá. Đó. Không có 4 kênh nguồn xung đâu anh em ơi. 8 xoòng 3 đánh được 325. Vâng, công suất 300W đánh được 325 rồi anh nhá. Trường Đặng, ok, 8. Đó, có lọc nghe nhạc, có lọc nghe nhạc anh nhá. 231S này nhá. 231S giá 1.350 nhá. Nguồn xuyến nhá anh em nhá. 2 kênh sĩ Nam Định anh ơi. LA650 giá hiện tại đang là 4.3 anh em nhá. 4.3 nhá. Chào Hùng Đình Văn nhá, chào Đoàn Hiếu nhá, chào Châu Lê Văn nhá. Đấy, con này là 4.3 này, công suất là 600W này, 400W này, 800W cái dòng này nhá. Lã Sinh Lã nhá, chào Lã Sinh Lã nhá. Đó, và đây là cái nội thất của nó cho anh em xem. Một đẩy gì cho chất âm hay. Trai họ Tăng ơi, ai nếu mà JBL125 thì anh lấy con 850 này thì ngon này. Loa bát 20 không có anh ơi, bên em toàn bát 30 thôi anh ơi. Thấp nhất là đôi loa đang dựng này là 7.6 anh nhá. BMB không còn anh Tài Nguyễn nhá. Có nâng tiếng anh nhá. Có nâng tiếng nhá, nâng tiếng EX3000 1.2 này. EX3000 1.2 nhá, BBM 1.6 anh em nhá. Đó. Nâng tiếng bãi, em không có hàng làm hàng bãi anh Huy Nguyễn ơi. Chào anh Thành Hoạnh nhá. Không làm, bát có bát 25 không? Em không có bát 25 anh em nhá. Từ bát 30 trở lên thôi. Chào Phùng Toàn nhá. Bát 30 này, thấp nhất của bên em là con V12 này. Đấy. V12 thấp nhất là 7.6 anh em nhá. 7.6 V12 anh em nhá. 7.6. Đó, con này là rẻ nhất bên em này. Đó. Tài Nguyễn 850. Đôi bát chất của nếu mà đôi chất của em có một cặp này, 12.5 triệu anh em nhá. 12.5 triệu nhá, TVK12 anh em nhá. Băng mở nhỏ. Mở bây giờ em không cắm được anh em ạ. Không cắm được. Bây giờ mà bật nhạc là đảm bảo dính bản quyền luôn. Hôm trước livestream đã bị dính bản quyền rồi. Đấy, thì hôm nay em không dám bật được nhạc, để hẹn các bác hôm khác em sẽ bật nhạc nhá. Q520 không có anh ơi, không có trả góp anh ơi. Mic đi làm sự kiện rồi anh, mic đi làm sự kiện đây. U898 anh em nhá. U898 đây nhá, làm sự kiện ngon lành anh em nhá. Đuôi dài nhá, sóng 150m anh em nhá. Đó, tiếng mic rất là hay. Một đầu thu một tay mic anh em nhá. Một đầu thu một tay mic anh em.
Bayer BBS thì như nhau nhá. Tài Nguyễn 3,2 triệu một bộ này nhá anh em nhá. Một đầu thu một tay mic, còn anh em muốn muốn hai tay mic thì anh em mua hai cái anh em nhá. Mua hai cái thì sẽ là hai đầu thu hai tay mic. 3,2 triệu một bộ anh em nhé. Nếu lấy hai bộ chỉ có 6 triệu thôi. Vang giá bình dân gì vợt chống hú à? Anh lấy con Q8 này đi anh. Q8 này đi. 2,4 triệu nhá. Q8 2,4 triệu nhá. Thì có revert, có chống hú, có cổng quang, có Bluetooth, có USB đàng hoàng luôn. Còn anh muốn lấy vang số thì anh có lấy con LX8 này nhá. Cổng quang, Bluetooth, USB, chống hú, chỉnh tay dễ dàng luôn. Con LX8 thì chỉnh tay rất dễ dàng luôn anh em nhé. Đó. Chào Nguyễn Cường nhá. Đây, tên là Lắc Acoustic anh em nhé. U898. Đó, đây. Đấy, U898 anh em search YouTube là ra ngay. DBX260 không có anh ơi. Đó. Đấy, anh em xem kỹ được con này chưa ạ? Chào anh Nguyễn Văn Quý nhá. Đấy, anh em nhá. Đó, đầy đủ luôn cho anh em luôn. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Đấy, mic. Còn mic rẻ hơn một chút thì có 709 này, 3,3 triệu này. Đấy, 709, 3,3 triệu anh em nhá. Con mic này tiếng rất hay. Súp hơi không anh. Ôi ở Nguyễn Tấn Hùng ơi, nhà em á chả có gì ngoài súp anh ạ. Đây này, súp hơi 50 nhá anh em nhá. Đây con súp hơi 50 này. Thanh Tân, anh hỏi micro như nào ạ? Đây súp kép luôn anh nhá. Vâng đúng rồi, muốn chất âm. Đây súp kép 50 anh em, có hết anh em nhá. Súp dạng hầm luôn anh em nhá. Đó, đầy đủ chưa anh em? Ok chưa? Đó, súp kép dạng hầm chưa? 3 kênh không anh, giá bao nhiêu? 3 kênh thì hiện tại em chưa có, nhưng sắp về anh em nhá. Anh em nhé, sắp về nhé. Vang số LX8 này hiện tại đang là 3,3 triệu anh em nhé. 3,3 triệu nhé. Micro một tay này là 3,2 triệu anh em nhé. Đấy, đuôi rất dài anh em nhé. Chuyên nghiệp, dòng này chuyên nghiệp luôn. Đó, anh em nhé, 3,2 triệu. Con này cực chất luôn anh em nhé. Vang số chất, nếu con L9 này anh em nhé, 4,5 triệu anh em nhé. L9 4,5 triệu, chào Đào Văn nhé. Vang số dễ chỉnh, tất cả vang số của bên em là đều dễ chỉnh, chỉnh tay 100% anh em nhé. Vang số của bên em là chỉnh tay được 100%. Đấy anh em nhé. Đẩy K8 đánh được anh nhé. LA850 thì em có con này. Con này là LA850 giá 5 triệu anh em nhé. Chào Triệu Huynh nhá, chào Trương Ngọc Nội nhá. Đấy. Nguyễn Tài, bây giờ em không thử được anh ơi. Anh lên YouTube anh gõ là U898 Thắng Cao Audio là ra ngay. Đấy, Tú Minh, Tú Trinh âm thanh. Không có hàng bãi đâu anh ơi, em toàn hàng mới thôi. Toàn hàng mới nhá, đầy đủ luôn cho anh em. Súp kép, súp đơn đều có hết. Anh em muốn lấy số lượng như nào cũng có hết anh em nhá. Có bên đánh cặp súp đôi ở anh lấy con MX1600 này nhá. Một là anh muốn to khỏe thì anh lấy con MX1600 này, 1500W một kênh này. Đấy, công suất 1500W một kênh này. Đấy, con này thì chơi súp kép phun đôi luôn, ngon lành luôn. Hoặc là anh lấy con nhỏ gọn này, con mạch Class D này anh nhá. Đó, con mạch Class D này cũng 1500W một kênh anh nhá. Đấy, thì chơi súp đôi được luôn. Đấy, con này thì nhỏ nhẹ hơn rất là nhiều. Con này thì, hai con này thì công suất bằng nhau. Đấy, nhưng mà con hai con này công suất bằng nhau luôn anh em nhá. Nhưng con này 2U nhẹ hơn. Con này 3U thì nặng hơn. Con đều là 8,7 triệu anh em nhá. Hai con này đều giá 8,7 triệu bao ship cho anh em. Đây súp điện chơi gia đình đây anh em nhá. Súp điện chơi gia đình nhá. S12P nhá, 3,8 triệu anh em nhá. Đấy. Xem ruột ở Nguyễn Hòa anh ơi, ruột của con LA850 thì nó như con ruột con này. Nhưng nó sẽ nhiều xòa biến áp to hơn và tụ là nó mạnh hơn anh em nhá. Nó ruột như nhau, ba con này là ruột như nhau hết anh em nhá. Chủ yếu là công suất thôi. Đấy. K8 một kênh đánh một con súp á, chơi được anh ạ. K512 không có anh ơi. Còn 150, hai con này đều là 1500W anh em nhá. 2150 đây. 2150 đây anh em nhá. Giá hiện tại đang là 8,7 triệu. Câu hỏi đẩy Class AB HV loa từ neo đi anh. Làm đôi loa từ neo
Đôi từ neo KT12 bên trong đây kìa. 10 triệu anh nhá. Bát neo chắc neo, hoặc là nếu anh em lấy rẻ hơn thì anh em lấy cái đôi 4012 này, 8 triệu 2 anh em nhá. 4012 này. Bao nhiêu quả súp đơn? Nguyễn Tấn Dũng ạ. Nguyễn Tấn Dũng súp đơn 50 KT18S, hiện tại đang là 6 triệu rưỡi bao ship cho anh em nhá. 6 triệu rưỡi bao ship nhá. Đó, con KT18S đây. Mới 100% nguyên thùng anh em nhá. Mới 100% nguyên thùng. Chào Hoàng Thành ơi, em con này là lắc acoustic S12P nhá. Em ở Hà Nội anh em nhá. Em đến địa chỉ như này anh em nhá. Hai cặp súp kép bát 50 họng 100 Phan Dũng. Hai cặp súp kép à? Hai cặp súp kép thì không có anh nhá, nhưng mà nếu mà anh đánh non non, nếu mà đánh non thì anh lấy con 1300 này. 1300 này thì đánh hơi non một chút anh nhá. Súp đôi coi 150, em chưa thấy con nào là coi 150 cả anh ạ. Chỉ thấy coi 125 thôi. Anh test nghe thử một bộ 17 triệu, một bộ 17 triệu đúng không ạ? Thì anh dùng một con V12 này nhá. Một con đẩy 450, V12 này là 7 triệu 6 này. Một con 450 là 3 triệu 7 này, đúng không ạ? Đấy, với một bộ mic U705 này. Đấy, một bộ mic U705 này. Đấy, 2 triệu 4 này. Cộng với một con vang LX8 này đi thì nó rơi vào tầm khoảng độ 17 triệu, có hơn một tẹo đấy. Đấy. Bãi em không làm anh ơi, anh Nguyễn Xuân Bắc ơi. Đẩy gia đình 4 kênh Nguyễn Công Đình Trần Đình Công này. 4 kênh con này này đang khuyến mại chỉ có 6 triệu này anh nhá. Đang khuyến mại chỉ có 6 triệu thôi anh em nhá. Anh em muốn đang 6 triệu đang khuyến mại từ 6 triệu 7 còn 6 triệu thôi. Qua đợt này là sẽ không còn cao giá 6 triệu anh em nhá, vì tỷ giá tệ giờ nó đang lên rất là cao. Tất cả số mặt anh Nguyễn Tấn Hùng nhá. Class 2 kênh Class H mà 600W một kênh giá 4 triệu 3 anh ơi. Con dạng này nhá, Class 2H nhá. 4 triệu 3 anh em nhá. Có loa hát mic bị rú rít không em? Có phải loa từ neo anh ơi? Loa từ neo mà bị hú rít thì vô lý lắm anh ạ. Dù hú rít là do con vang và con mic của mình. Hai kênh bát 40 anh. Hai kênh bát 40 anh lấy con 850 nhá. Anh nhá. Con đẩy bao nhiêu thế? À, Hà Văn Hạnh anh hỏi đẩy gì ạ? Hoặc là anh lấy con 1000W này chơi con bát 40 ngon lành luôn. Vâng, súp đó China. Vâng, anh Nguyễn Tấn Hùng tất cả China hết bác ơi. Nguyễn Tấn Nghĩa ok, Nguyễn Tấn Nghĩa nhá. 7408 thì rất hay nhưng mà hiện tại có 7409 còn công suất cao hơn còn hay hơn anh nhá. Nhá, chào Kiểng Tóc Dài nhá, chào Bùi Huy Quang, Bùi Duy Quang nhá. 4 kênh bao nhiêu watt một kênh? Anh Kiểng Tóc Dài anh, bên em đang có là 600-650W này, 850W này và 1300W anh nhá. Anh Kiểng Tóc Dài nhá. Đó, đây 1300W cho anh em xem này. Đó, 1300W nhá. 80 sò 32 tụ. Nhìn anh em nhìn sò nhìn tụ rất đẹp đúng không ạ? Ok chưa ạ? Xịn chuẩn anh em nhá. Bao phê luôn. Mic karaoke mic nào cũng hay anh em nhá. Anh em có điều kiện dùng một mic một đầu thu này hay này, 3 triệu 2 một cái này. Hoặc em lấy 709 này là 3 triệu 3 này. Còn 705 thì hiện tại đang là 2 triệu 4 anh em nhá. 8 loa full em xem. Nguyễn Đức Lê. Anh Nguyễn Đức Lê 8 loa full bát 40 á thì chơi con này đi. 8 loa full bát 40 nhá. Anh em nhá. Đấy anh em nhá, 8 loa full bát 40 thì chơi con này. Còn 8 loa full mà bát 30 ấy thì anh chơi con này. Đó. Đấy. Còn 8 loa full bát 25 thì anh chơi con này nhá. Đúng rồi anh em nhá. Bây giờ anh Đặng Văn Dũng nói chuẩn ấy, bây giờ tất cả đều tại China hết thì anh em đừng sản xuất tại China, nhà máy ở China hết thì đừng anh em hỏi sản xuất ở đâu. Cho mình xin giá micro không dây loại ngắn. Loại ngắn là loại gì anh? Loại em chỉ có hai loại, là một loại này là 3 triệu 2 này, chuyên sự kiện này. Chuyên sự kiện này, đuôi mic dài, bắt sóng 150m ngon lành, tay mic chắc chắn, tiếng dày, to không vỡ tiếng anh em nhé. Anh em nhé, con đẩy báo giá 4 kênh.
850 một con, 850 là hiện tại là 5 triệu anh nhá, thêm 200.000 bao ship anh em nhá. Bát 32 chép cho âm thanh Đức Lê. Anh ơi, bên em đang có rất là nhiều loại bát 30, hầu như toàn tất cả đều bát 30. Đôi rẻ nhất là đôi V12 đang có ở đây. Thì hiện tại đang có giá là 7 triệu 6. Còn cao hơn anh lấy 4012 anh nhá. Giá là 8 triệu 2. Đó, còn đôi này là 12 triệu rưỡi. Còn một đôi ở bên trong kia là 10 triệu. Bát neo chắc neo anh em nhé. Rất nhiều ạ. 4 bát 30. Anh Nguyễn Lợi ơi, nếu mà 4 bát 30 anh lấy con E7 này đi. Anh lại chơi con 4 kênh này nhá. Đấy. Ôi dồi, mic rú rít chỉnh chỗ nào, vang cơ thì tùy cái loa của bác chứ. Cái loa của bác và chỉnh trên đường mic của loa. Mic không dây nhiều loại, anh hỏi cái gì anh biểu chiều ơi. Chào anh Đức Mai nhá. Hiệu L. Đây anh em này. LX Acoustic anh em nhá. Sắp tới em đang về code server rồi. Đấy, code số rồi anh em nhá. Này thì bao phê luôn. LX Acoustic anh em nhá. Đó. Bao phê luôn anh em nhá. Đó. Nâng tiếng à? Nâng tiếng EX3000 đang là 1 triệu 2, BBA 1 triệu 6 anh em nhé. Đấy. Chào anh Nguyễn Thế Sơn nha, chào anh Tùng Lâm nha, chào anh Nguyễn Hạnh nha. Chào tất cả anh em nhé, anh em vào đông đông một chút, mỗi anh em cho xin một like đi anh em ơi. Cho một dừng like đi anh em. Cho một dừng like đi anh em. Đấy. Chung là các thể loại cho anh em có hết, sắp về lại cũng có mic rẻ tiền hơn anh em nhé. Vâng, LX Acoustic anh em nhé. 14 triệu thì hơi khó anh ạ. Hiện tại bên em thấp nhất. Nếu mà 14 triệu thì anh không có mic không dây đâu anh nhé. Anh dùng mic có dây nhá, Đức Mai nhá. 14 triệu thì anh dùng một con cặp V12 này. Đấy. Ok, chú Nguyễn Văn Thìn nhá. Nếu mà 14 triệu thì anh lấy một đôi V12 này, thêm một con đẩy LA450 nhé. Thêm một con đẩy LA450 là 3 triệu 7 này. Cộng thêm một con vang số LX8 này. Cộng thêm mic có dây anh em nhé. Cộng thêm mic có dây hoặc là con vang Q8 anh em nhé. Cái nào 1 triệu 2 vậy? Anh Phạm ấy nâng tiếng EX3000 1 triệu 2 anh nhé. EX3000 Flut 1 triệu 2 này. Em không có làm hàng bãi anh em nhé. Đặng Văn Dũng tí nữa anh nhé. Video thấy mờ lắm. Súp đơn 50. Nguyễn Tấn Hùng ơi, súp đơn 50 hiện tại đang là 6 triệu rưỡi một cái anh em nhé, bao ship. Ok. Loa A dây à? Loa A dây này hiện tại đang là 13 triệu 500 một đôi anh em nhé. Súp 3 triệu không có nhé. Nguyễn Hoàng Phúc ơi, con vang D5 giá là 3 triệu 7 bảo hành 1 năm, 4 triệu 1 bảo hành 3 năm anh em nhé. 4 triệu 1 bảo hành 3 năm anh em nhé. Con này của Chipass sản xuất. 4 triệu 1 bảo hành 3 năm, 3 triệu 7 bảo hành 1 năm anh em nhé. Đó. Đức, anh làm một cặp 30 V12 này giá 7 triệu 6. Hoặc là anh chơi đôi JBL 4012 đi. Là 8 triệu 2. Cộng thêm con đẩy 450 này 3 triệu 7 nữa này. 450 3 triệu 7 này. Đấy, thêm một con vang số LX8 là 3 triệu 3. Hoặc là con Q8 này hay là 2 triệu 4 này là ngon lành luôn. Còn cao nữa anh dùng con D5. Chứ bộ tầm 14 triệu là chưa có mic không dây đâu anh ạ. Mic không dây là bộ rẻ nhất bên em sắp về là gần 2 triệu rồi. Còn cái bộ kia thì cái bộ 705 này thì 2 triệu 4 này. Thì ghép với nó tầm 17-18 triệu rồi. Đẩy 3 kênh thì chắc phải gần Tết anh ạ. Gần Tết mới có. Ba kênh, thật ra anh em chơi ba kênh làm gì? Có đẩy 4 kênh cộng vang số 8 triệu. 8 triệu không có anh ơi. Tầm 9 triệu 3 nhá. Thì con vang số LX8 này thì hiện tại đang là 3 triệu 3 này. Vâng, tất cả đều là hàng mới anh Hoa Lê nhá. LX8 này đang 3 triệu 3 này. Thì anh cộng với con E7 này cho em này. Chơi con E7 này là 6 triệu, đang khuyến mại chỉ có 6 triệu này. Thì là 9 triệu 3 rồi. 9 triệu 3 thì được một combo là đây.
Một combo là có vang số và cục đẩy 4 kênh. Đấy thì em sẽ hạ cái bộ này xuống cho bác ấy xem này. Quá đẹp luôn này. Đó. Hạ. Một bộ combo 9.3 nhá. Thế nếu mà thêm lọc, thêm nâng nữa thì lọc thì rẻ thôi anh, lọc 1.350, 1.3 đi. Cộng với con nâng là 1.2 nữa, thêm 2.5 nữa anh nhá. Bảo Nguyễn ơi, 7409 này hiện tại đang là 8.3 anh em nhá. Bao ship cho anh em nhá. À thế chơi 4 kênh chơi 8 quả loa bass 30 hay chắc 450 thì anh chơi, anh âm thanh Đức Lê thì anh chơi con F7409 này cho em này. Chơi con F7409 anh nhá. Đấy con này là 8.3 này. Đấy combo này là 9.3 này anh em này. Một đẩy 4 kênh, một vang số nhá. Đấy anh em nhìn combo này đẹp không ạ? Đúng rồi anh chú Nguyễn Văn Tín nói chuẩn đấy. Chú Nguyễn Văn Tín chơi F7409 này rồi này. Đấy. Đỡ phải nâng cấp nhiều, chơi một con này không phải nâng cấp luôn. Học sĩ bãi không làm anh ơi. Đấy combo này là combo đây là 9.3 anh em nhá, là một con vang LX8 3.3 và một con đẩy 4 kênh đang khuyến mại chỉ có 6 triệu thôi là 9.3 nhá. Con này 6 triệu, con này 3.3 là 9 triệu nhá. Không có hàng bãi anh Nguyễn thêm ơi. Đấy, 9.3 là combo này hát bao hay luôn cho anh em. Chơi súp hơi rồi chơi loa full 30 40 ngon lành luôn anh em nhá. Đấy là làm một con E7 này là ngon này. Đấy và một con vang số này, anh em thêm một cặp loa bát 30, thêm một súp hơi 50 nữa thì đánh bao phê luôn cho anh em. Ok, chào anh Phạm Văn Đức nhá. Anh ơi, con này nặng tầm khoảng độ gần 30 cân anh nhá. 30 cân, cả thùng nữa tầm 30 cân anh nhá. Đấy, chơi con này thì bao phê luôn. Đấy, bao phê luôn, 8 quả 30 ngon lành, ngọt ngọt lịm luôn. Ngọt lịm luôn, em khẳng định với anh em chơi ngọt lịm luôn. Shop em ở ngã tư Sở Hà Nội đây anh em ơi. Đây là địa chỉ đây anh em nhá. Đấy, anh em xem địa chỉ nhá. Ok chưa? Anh em mới vào cho em xin một like đi anh em nhá. Sao mở cái vậy? Anh em thấy rõ không ạ? Tự lái Tiến Trinh cả bộ như anh nói bao nhiêu tiền? Anh ơi, anh hỏi bộ như nào anh? Chủ yếu là anh em muốn ghép tầm bao nhiêu tiền thì em sẽ lên cấu hình cho. Đấy, LX8 hiện tại đang là 3.3, còn E7 là 6 triệu, là 9.3 thôi, chưa loa anh em nhé. Ok, anh em nhìn hình ảnh thấy rõ không anh em? Mỗi anh em cho xin một like đi anh em ơi. Anh em nhìn hình ảnh thấy rõ không ạ? Bảo hành tất cả 12 tháng anh em nhé. Hàng mới này hầu như không lỗi luôn đấy anh em nhé. Không lỗi. Không rõ lắm. Ờ chắc là do mạng rồi anh em ạ. Chắc là do mạng nó yếu quá rồi. Nhưng mà em đang sử dụng có hai máy thôi thì nó làm gì đến mức yếu thế nhỉ? Chào Ngũ Phụng nhá. Mỗi anh em cho xin một like đi anh em nhá. À vâng, D5 thì tất cả đều setup ok hết rồi anh Nguyễn Hoàng Phúc nhá. D5 này thì bao setup cho anh em là trọn vẹn luôn. Nó có 4 mốt anh em nhá. Tặng anh em thêm một cái điều khiển để anh em về anh em điều khiển. Ok anh, ok Tuyến Đào nhá. Nét mà ok, nhiều anh em bảo là có đẩy thanh lý không? Không có đẩy thanh lý anh ơi. Ôi, ok anh Dũng Hói nhá. Ok, ok nhá, anh em chuyển sang Facebook thì nó rõ hơn anh em nhá. À để mà thanh lý em đang có hai con đẩy này. Hai con đẩy này thanh lý này, hai con này đang chơi nhưng mà thích, anh em nào thích thì em sẽ thanh lý nhá anh em nhá. Anh em nhá, đấy, hai con đẩy này anh em thích. Đấy, ok, cảm ơn anh Đào Hải nhá. Ok, anh Đào, âm thanh Đức Lê nhá. Chào anh Đặng Xuân Diệu nhá. Đấy, em đang có hai con này. Tất cả bảo hành 12 tháng anh em nhá, hai con này đang thanh lý. Đó, đang chơi. Xin giá Bùi Tâm Bình. Anh ơi, con 450 này báo giá luôn là 3.7 nhá, vừa có bác hỏi. 3.7 anh em nhá. Ok anh em nhá, 3.7 anh em nhá. Ok chưa? 3.7 hai kênh nhá. 400W nhá. 600W thì là 4.3 anh em nhá. 4.3 anh em nhá. 800W là 5 triệu anh em nhá. Đấy, anh em cho em xin một like đi anh em ơi. Liệu chủ shop có yếu thế không? Ơi em thì khỏe, Hanna Channel nhá. Xin giá hàng thanh lý. Xin giá hàng thanh lý một con cục đẩy 4 kênh 800W một kênh, thanh lý cho anh em là 5.500.000. Đấy,
5,5 triệu không bao ship anh em nhé. Con này 4 kênh 800W một kênh, 5,5 triệu anh em nhé. Đấy, con này thì em thật ra em dùng em chỉ đánh loa của em thôi. TD4650 Pro 4 kênh không có anh ơi. Đấy, chỉ có một con thôi nhá. Đấy, một con 3500 1000W này cũng để cho anh em giá hấp dẫn luôn. Đấy, con 3500 này để cho anh em là bao nhiêu nhỉ? 3,2 triệu. Ok chưa? 3,2 triệu. Một con 4800 này là 5,5 triệu. Đấy, múc chưa anh em? Không bao ship anh nhá. Đấy, đây là thanh lý hai con này thì em để đánh array bộ này thôi. Nhưng mà thật ra thì anh em thích thì em thanh lý thôi. Đấy, còn đâu được không, bình thường em để em dùng cũng được, chưa sửa chữa gì anh em nhé. Hàng chưa sửa chữa. Con 4 kênh thanh lý à anh, con 4800 anh nhé. Lap LAP 4800. Đấy, có thanh lý là 5,5 triệu này. Hết nước luôn đấy. Thanh lý lỗ ấy, em nhập vào đã tầm hơn 6 triệu rồi anh em nhé. Nhập vào con này là 6,250,000 anh em nhé. Thanh lý lỗ luôn đấy. Không có nào xò sát đâu anh nhé. Thanh lý lỗ luôn đấy. Rồi con XLI con này nhập vào là hơn 4 triệu này. Bây giờ thanh lý chỉ 3,2 triệu, thanh lý lỗ. Lỗ luôn đấy, để chơi. Còn các bác không mua thì để đây em chơi. Đấy, nói nhanh là như vậy. Em không muốn bán. Thì các bác hỏi thanh lý. Ok, âm thanh Đức Lê, thanh lý luôn cả tủ ấy, tủ bác nào thích không? Tủ dưới này. Đấy, cái tủ này cho bác nào thích là con này có thể tháo ra nhé. Thanh lý là, xem nào, thanh lý con này là 500,000, ok chưa? 500,000 anh em nhé, con tủ này 500. Con tủ bên cạnh này cũng thanh lý luôn là 500 này. Tháo con này tháo ra nhưng con này bị lắp lệch này. Lắp lệch, tay nó bị lệch nhá. Đấy, anh em nhé, tay con này lệch, con này 500, con này size 16U nhé. Con này size 16U, thật có tháo được ra. Đấy, 500,000. Hai con này đều 500 anh em nhé. Đấy, hai con tủ này, hai con tủ để không thích thì để đi, không thích thì ấy luôn. 4 kênh thanh lý đây, 5,5 triệu đây. Chỉ một con thôi nhá, không bao ship chứ, chuyển khoản. 4 kênh 50 công suất bao nhiêu? 4 kênh 450 không có anh. Chốt tủ ok, âm thanh Đức Lê, con này tháo được ra nhá. Lấy luôn cả hai tủ này này, hai tủ này để 900 không bao ship. Chuyển khoản luôn cho em đi, 900 em không bao ship. Ok chưa? Đấy, báo đèn thì em chịu rồi. Anh Tân Nguyễn, anh hỏi cái gì nhỉ? À, con này công suất là 800W nhá. Em đã nhập vào là 6,250,000 ấy, bây giờ bán 5,5 triệu là với cái giá là lỗ luôn đấy anh em nhé. Con này 3,2 triệu này. Đấy, hai con này là anh em đi chơi được ngon rồi. Một con này chuyên đánh cặp súp này. Còn một con 4 kênh này chơi 8 tay a dây luôn. Đấy, ok chưa? Đấy, một con này 5,5 triệu, con là 3,2 triệu. Anh em múc nào múc không? Con nào chơi 4 quả 40 coin 100. Đấy, 4 quả 40 coin 100 mà anh. Con quả 40 con 100 thì anh chơi con E7 này đi. Cục đẩy 4 kênh báo đèn công suất nó anh hỏi Hải Nguyễn, anh hỏi gì ạ? Cái tủ ở dưới này, là 12U nhá. 12U đây là 4U này. 4U ấy, 4U. Cái này 4U này, 14U này, 12U nhá anh nhá. Tủ dưới này con này 12U nhá, con này 16U này. Đấy. Con này bị lắp lệch tay thôi. Đấy, lắp hơi lệch cái tay một chút. Đấy, 900,000 hai cái. Bác nào lấy thì ấy nhá. Bác nào lấy thì liên hệ đi nhá. Liên hệ nhá. Đẩy 4 kênh báo đèn công suất đó anh. Đẩy 4 kênh báo đèn công suất, chả có nào báo đèn công suất cả. Hai kênh từ 400W, 600W, 800W. DB không có anh Hưng Đặng ơi. 1000W này. Đấy, 1500W này. Anh và anh em nào lấy thì nhắn tin cho em đi. Nhắn tin đi. Con này thì là tủ cũ anh em nhá. Con này nếu mà bán một cái là 500,000 nhá. 500,000 một cái. Còn cái tủ này là cả, nếu mà bác nào lấy cả hai cái để các bác 900. Đấy, cả hai cái này đều là 500. Anh em nhá. Nếu mà lấy lẻ từng cái là 200, còn lấy một cái là 900 nhá. Tủ em dùng cũ rồi anh em nhé, thanh lý thôi.
Ok, âm thanh Đức Lê nhá. Âm thanh Hữu Tiến, anh em nào cứ nhắn tin cho bên em đi nhá. Đấy, lấy cái nào thì cứ nhắn tin cho bên em đi. Nhắn tin nhé, bây giờ live stream em không nghe được điện thoại đâu nhá. Nhắn tin cho bên em đi nhá. Nhắn tin nhá, chứ không nghe được điện thoại đâu. Đấy, có hai cái tủ bán rẻ đây. Hai con tủ này anh em lưu ý anh em dùng rồi nhá. Anh em nào lấy thì em tháo ra và giá nó rẻ lắm. Nếu mà lấy cả hai cái là 450. Một cái là 900. Đấy, hai cái là 900, mỗi cái là 450. Còn nếu anh em lấy lẻ từng cái thì là 500.000 cái. Công suất anh Hân Kiên này công suất là 1.000W nhá. 3.000 năm này công suất 1.000W nhá. Đấy, công suất là 1.000W một kênh nhá. Đó, ok chưa? 12U. Con này là đã vào 500 mà anh em. Đã bán thanh lý mà. Con này với hai con này là 500. Đấy, bằng là múc thì múc. Đấy, em nói là tủ này dùng cũ rồi. Thôi bỏ qua cái vấn đề thanh lý anh em nhá. Bỏ qua hai cái tủ này đi anh em nhá. Tủ nhỏ trên không, tủ nhỏ trên là 6U thôi anh ơi, tủ nhỏ trên 6U thôi. Cái tủ ấy là em không thanh lý. Có súp điện 40 thanh lý không? Không, không có anh ơi. Chả có hàng gì thanh lý cả. Thôi không nói đến hàng thanh lý nữa anh em nhá. Bây giờ nói đến quay lại cái hàng này đi. Thanh lý nói nó em chả thích thanh lý luôn. Có đẩy thanh lý bảo hành cho anh em là 1 tháng anh em nhá. Tất cả bảo hành 1 tháng là nguyên zin luôn. Đấy, nguyên zin luôn vì em chỉ có bỏ ra đấy rồi em bật này mấy cái này lên thôi. Có chưa sửa chữa làm gì cả. Cần thiết thì anh em nếu mà em chốt lấy thì tháo ra em chụp ảnh cho anh em xem. Chứ có gì đâu, bán rẻ như cho ấy. Hàng thanh lý mà. Thanh lý còn bán lỗ nhá, còn bác nào không mua thì thôi. Em cũng không muốn bán luôn, để nghe chơi. Đấy anh em nhá, anh em đi vào đi vào ấy anh em nhá. Đi vào vẫn là 4 kênh với 2 kênh này anh em nhá. Anh em hỏi lại đi, anh em có nội dung gì hỏi lại đi. Anh Vàng Nguyễn ơi, có một bác chốt rồi nhá. 12U có bác chốt rồi, có bác là lấy 16U đi. Lấy 16U đi anh em. Còn một cái 16U thôi nhá. Bác lấy luôn 16U này. Cái 16U thì cho nó rộng nhá. 16U chẳng qua là nó bị lắp lệch tay thôi. Lệch tay. Nó bị lắp lệch tay. Còn 3.2 triệu công suất 1.000W rồi anh. Đấy nó bị lắp lệch tay thôi. Bao nhiêu cả gian anh quay tổng thể em xin. Anh Lợi Nguyễn ấy, anh hỏi gì ạ? Cho ok anh Nguyễn nhá. Đẩy 1.000W đánh 2 đánh bát 30, 2 đôi súp 50. 2 đôi súp. Anh ơi có nó 2 kênh thì anh không ghép được nhiều như vậy đâu. Anh ghép 4 kênh đi. Anh em nào lấy thì liên hệ đi nhá, liên hệ với nhắn tin qua hai số điện thoại này giúp em nhá. Không ơi anh Minh Đỗ ơi, không giảm đâu nhá. Hàng này là em bán cực rẻ rồi, không thể giảm được nữa nhé. Đấy, cực rẻ rồi, không thể ấy được nữa. Anh em nhé, cực rẻ rồi, không thể giảm được. Anh em nhé. Đấy, thì anh em như vậy anh, như vậy thì chịu. Anh Lương Nguyễn này, nếu mà anh đánh cho 30 đôi vào súp 52 chiếc thì anh lên lấy cho em là cục đẩy 4 kênh đi. Đấy, anh lấy con một là lấy con 1.300 kia kìa. Đấy, 4 kênh rẻ nhất bên em là 6 triệu anh nhá. 4 kênh rẻ nhất là 6 triệu. Đấy, Chu Công Đinh ơi, rẻ nhất là 6 triệu nhá. Còn cao hơn thì là con này là 8.3 triệu này, công suất 850W này. Đấy, ok anh Diệp Đoàn nhá. Diệp Đoàn ơi, tí nữa em gửi số tài khoản anh chuyển khoản giúp em nhé, thì em chuyển cho. Không anh Minh Đô ơi, em không mặc cả đâu anh ơi. Em không mặc cả đâu. Còn 4 kênh này 6 triệu anh em nhé. Bán một giá chứ bây giờ em bán có phải để mặc cả đâu. Mặc cả bây giờ những người ta mua trước ấy, nó không đúng cái giá trị của người ta. Đó, đúng không? Anh em bán đúng giá trị anh em nhé. Bán đúng giá trị của nó. Mỗi anh em cho xin một like đi anh em. Em báo giá chi tiết từng sản phẩm cho anh em. Đó, ok chưa? Mỗi anh em xin cho em xin một like để em báo giá. Chào Phong Thủy nhá.
Đấy, con 4 kênh này 650W, giá hiện tại đang 6 triệu nhá. Bảo hành nếu mà hàng thanh lý bảo hành 1 tháng thôi anh em nhá. Đấy, còn đâu hàng mới này thì hàng mới này nhá anh em nhá. Anh em lưu ý hàng mới này nhá, bảo hành cho anh em 12 tháng luôn. Ok chưa ạ? Mặt con đẩy hai kênh anh ơi, có nhiều anh ơi. Đây 450 này. 850 anh em nhá. Đấy, ok chưa ạ? Đấy, 1000W này, 1500W này. Đó. Con bên full có con bên đánh full đơn với con súp 7 triệu hai kênh, khoảng 7 triệu hai kênh. Anh Luân Vi Lọc ơi, anh lấy con E7 đi, mỗi một kênh đánh được một con 40 coi 100 nhá. Hai kênh này em anh chập vào đây, anh đánh con súp nhá, 6 triệu nhá. Ok chưa ạ? 850 ạ, 850 là 5 triệu anh ơi. 850 giá 5 triệu nhá. 850 giá 5 triệu anh em nhá. Ok chưa ạ? Giá 5 triệu. Còn nội thất của nó đây từ 450 trở đi đây. Đấy, nội thất nó như này luôn. Đấy. Bình đô 3 triệu 2 bao ship anh em nhé. 3 triệu 2 bao ship. Sóng cực xa, cực chuẩn. Anh em cứ lên YouTube anh em gõ là Micro LX898. Đấy, lên YouTube gõ phát là ra luôn. Em test sóng bao xa luôn cho anh em rồi. Chào anh Hảo Lê nhé. Cảm ơn anh nhé. Con 1000 à? 4 kênh 1500W em không có anh ạ. Con 1000 đây, 1000 2 kênh anh nhé. Thì là giá 6 triệu 2 anh em nhé. À, 6 triệu 2 con này nhé. 4 kênh em có 1300W anh em nhá. 1300W con này là 10 triệu bao ship cho anh em này. Đấy, 10 triệu bao ship cho anh em nhá. Đấy. Vang cơ lai số anh Thanh Thanh có anh nhá, có Q8. Q8 2 triệu 4 anh em nhá. Q8 2 triệu 4 nhá. Chào Thanh Thành Minh nhá. 2 triệu 4 con Q8 này. Đấy, 2 triệu 4 thôi, chống hú. Đó, nâng tiếng này, có chống hú này. Có USB này, có Bluetooth này. Đấy, rất dễ dàng chỉnh ơi, Eco Revert có hết này. Đấy. Bán hàng mở báo giá luôn là chỗ rất uy tín. Ok anh em nhá, em báo giá luôn, anh em thích em báo giá luôn. Mixer sao rap không có anh ơi. Mixer sao rap một là em có loại F7 này là 1 triệu mốt này. Bao ship này. Không thì anh em lấy con Dynacock CMS 1000 kìa. 6 triệu 8 này. Đó. Em thích gì thì em báo giá luôn cho em ngại gì đâu anh em. Em ngại gì đâu. Đúng không ạ? Anh em thích thì em báo giá luôn. TD2000 không có anh ơi. Chứ em giấu làm cái gì anh em? Giấu giá anh em làm cái gì? Em thích con nào công suất bao nhiêu em báo giá luôn cho anh em nhá. Không giấu giếm anh em làm gì cả. Ok chưa? Đấy. Hai kênh, 4 kênh này, 400W này, 600W, 800W này là giá 3 triệu 7 này, 4 triệu 3 này. Đấy. Đẩy dùng cho loa full 40. Bao tiền đẩy dùng cho loa full 40 thì một là anh lấy con 850 giá 5 triệu anh nhá. Hai là anh lấy con 1102 này giá 6 triệu 2 này. Mình chơi mic sự kiện nha, điện thoại. Ok anh. Anh điện cho em đi. Anh điện cho em số 662 đi anh. Điện cho em cái số 662 đi. Anh nhá, điện cho em cái số 662 đi. Đấy. Có đầu ti có đẩy có đủ đánh 2 đôi 40 không bác? Đẩy 4 kênh. Anh Hải Nguyễn ơi, con này đủ đánh 2 đôi 40 cho anh này. Anh nhá. Anh gọi cho em số này đi anh ơi, biên giờ em đang live stream em không gọi được anh nhá. Gọi cho em số 662 đi, có người nghe máy nhá. Anh nhá. Đấy, chơi sự kiện luôn, 3 củ 2. Vì em đang live stream mà giờ em không gọi được. Em bác gọi cho em vào cái số này 662 nhá. Đó. Có EQ anh, EQ chuẩn bây giờ chỉ em chỉ có con 231S này. Con này nguồn biến áp xuyến anh em nhá. Chào Nguyễn Hào nhá. XLI Minh Trang ban nhạc XLI 3000 con này 1000W nhá. 1000W nhá anh em nhá, 1000W nhá. 1000W một kênh nhá. Đang bán con này em nhập vào đã 4 triệu mấy nhỉ? 4 triệu 3. Nhập vào 4 triệu 3 bây giờ bán 3 triệu 2, bán lỗ luôn.
Nhưng mà được chơi một thời gian rồi. Em chơi bộ này một thời gian rồi. Đấy, anh Trần Hà nhá. Chốt, em biết là anh chốt rồi, nhưng mà cái vấn đề là anh nhắn tin địa chỉ qua đây giúp em nhá. Anh nhắn tin địa chỉ qua đây giúp em. Chứ bây giờ em không gọi được. Bây giờ có cứ bác cô gọi vào số 690 là em không nghe được đâu ạ. Đấy, 690 là em không nghe được vì em đang live stream trên điện thoại. Đấy, còn bác gọi cho em số 662 cho anh Toại Lê nhá. Trầm bát 40 loa Mỹ. Ui rồi, em làm gì bán hàng Mỹ đâu anh. Lợi ích 4 kênh. Còn lợi ích 4 kênh này hiện tại đang là 8 triệu 3 anh em nhé. 8 triệu 3 nha anh em nhé. Ok anh Minh Đỗ nhá. Chốt cho anh bộ mic nhá. Công suất 450 ạ. Anh Nguyễn Xuân Cảnh ơi, công suất 450 này hiện tại đang là 3 triệu 7 anh nhé. 3 triệu 7 chưa bao gồm phí ship. Anh em thêm cho em tầm 200 nghìn nữa. Đấy. TD không có anh ơi. Đó. TD không có đâu anh ơi. Có đẩy rẻ không? Anh rẻ nhất bên em là con 450 này giá 3 triệu 7 anh em nhé. Đấy, 3 triệu 7 anh em nhé. Đấy, rẻ nhất bên em đấy. Hiện tại đấy. À, có bác hỏi con 4 kênh này đúng không ạ? 4 kênh này công suất là 850W anh em nhé. Nếu mà anh em chơi full 40 coi 76 là chơi được 8 quả. Đấy, full đơn 40 coi 76 chơi 8 quả. Full đơn 4 full đôi 40 thì anh em chơi được 4 quả. Đấy, thì chơi tốt 850W. Đấy, con này công suất là chuẩn anh em nhá. Đấy, con này chơi thì bao phê luôn anh em, nhìn cái biến áp rất là to. Đấy. Chơi bao phê luôn cho anh em. Đấy. Thế nhưng hoặc anh em chơi công suất lớn hẳn ấy thì anh em chơi con mới 1600 này, hai kênh này. Đấy. Hoặc là con 2150 này, hai con này cùng công suất là đều 1000W nhá, nhưng mà con này nó sẽ nhỏ gọn hơn. Con này mạch class D. Đấy. Đánh được 30 coi 76 từ 100. Ôi giời ơi, đánh thoải mái anh ơi. Anh Tuấn Ngọc Lê ơi. Chơi thoải mái luôn, chơi dư công suất, em bao cho anh đánh hai cặp nhá, từ 100 nhá. Coi 76 từ của anh có 100 thôi thì bao cho anh đánh hai cặp luôn anh nhá. Đấy, được chưa? 450 này nhá, bao cho anh đánh hai cặp từ 100. Còn từ 140 thì chơi được một cặp anh nhá. Từ 140, từ 150 thì chơi một cặp. Còn từ 100 thì chơi hai cặp luôn. Đấy, đánh thế cho nó máu. Trần Tuấn Ngọc à, Trần Quốc Tuấn, em không có đầu karaoke anh ơi. Loa Mỹ đó, loa Mỹ đấy. Nếu mà bắt 30 từ 100 thì anh chơi cho em được hai cặp luôn. Đấy, khẳng định luôn cho anh nhá. Còn chơi một cặp thì từ 150, từ 160 thì chơi một cặp, hoặc từ 170 chơi một cặp. Còn từ 100 ấy thì chơi hai cặp luôn. Đấy. Con 1000W, con 1000W đây anh là 6 triệu 2 anh nhá. Con này tích hợp thêm quản lý nguồn và chiều dài của nó chỉ 35cm thôi nhá. Con Martin đó, con Martin ạ, con Martin nào đâu ạ? Ủa, anh chơi con Martin này á, con Martin này thì loa anh không chịu được đâu, anh chơi con LA450 thôi nhá. Nhá. Được thì mình kết lấy. Ok, chơi con này đi anh, 450 là chơi ngon lành luôn anh nhá. Đấy, còn con này 1000W này tích hợp thêm quản lý nguồn 4 cổng luôn anh em nhá. Quản lý nguồn 4 cổng luôn, anh em dùng con này thì không phải mua thêm quản lý nguồn nữa. Đấy, chơi con này thì anh em không thêm phải thêm này. Mà class D giá bao nhiêu, cả công suất bao nhiêu? Con đẩy class D này công suất là 1500W anh em nhá. 1500W, 8 triệu 7, bao ship luôn cho anh em. Hai cục này đều là 1500W, nhưng con này thì là mạch class H, con này mạch class D. Đấy, anh em thích con nào thì anh em có thể múc con đấy. Con này nhẹ hơn một nửa luôn. Con này tầm 38 đến 40 cân thì con này thì tầm gần 20 cân anh em nhé. Đấy, ok chưa? Dương Lê 4 kênh tầm 600W. Đây, tầm 600W thì anh lấy con E7 này nhá. Giá hiện tại đang là khuyến mại chỉ 6 triệu. Đang từ 6 triệu 7 còn 6 triệu và sắp tới là sẽ tăng lên 6 triệu rưỡi anh em nhé. Chơi cặp full đôi 40, một cặp đơn 40. Trần Quốc Tuấn à? Nếu mà cặp full đôi 40 và một cặp full đơn 40 á, thì anh có thể lấy con F7409 anh nhá. Có thể lấy con F7409 giúp em ạ. Hoặc là anh lấy con 1300 kia nhá anh nhá. 1300W kia, 4 kênh.
Thì nếu mà anh muốn dư giả nhất, muốn đánh thoải mái căng đét nhất thì anh lấy cho em con 1.300 này nhá. Chơi con 1.300 này tuy là nó 10 triệu nhưng mà thật sự với anh em nó rất là sướng. Chơi tiền nào ở đấy, chơi con này rất là sướng. Tiếng rất sạch, rất sáng và rất là mạnh. Đấy, anh em nhá. Con này là 10 triệu, con này là 8.3 triệu. Thì anh em chỉ thêm 1 triệu 7 nữa thôi là anh em múc được con này. Đấy, thêm 1 triệu 7 thôi. Đấy, anh Thành Nguyễn, anh chốt thì anh nhắn tin cho em vào số điện thoại này anh nhá. Nhắn tin cho em vào hai số điện thoại hoặc là anh gọi cho em số 662. Thì bây giờ em đang livestream em không, em đang dùng số 690 thì em không nghe được. Thì anh gọi cho em vào số 662 nhá, có nhân viên nói chuyện với anh nhá, anh nhá. Đấy. Class D. Đấy, hai con này công suất bằng nhau đều là 1.500W, nhưng mà cái vấn đề con này Class D, con này mạch Class H. Và hai con này là 1.500W và con này nặng 38-40 cân. Con này chỉ nặng 19-20 cân thôi, nó nặng gấp đôi. Anh em nhé, nói chung là như vậy. Đấy, nặng gấp đôi. Nhưng mà giá bằng nhau 8 triệu 7 bao ship cho anh em thoải mái luôn. Đấy. Cá súp nữa thì anh lấy con 1.300 đi anh nhé. Một đôi 40 thì anh có thể ghép vào một kênh mà. Vì một súp nữa thì anh ghép vào một kênh. À, vang, anh em hỏi vang gì ạ? Vang gì, vang số, vang cơ đều có hết anh em nhé. Vang cơ lai số này. Bên em là vang bây giờ là thấp nhất của em là 2.4 triệu. Đấy, anh em tại sao em bán vang là phải bán những cái loại mà dùng ngon, dùng tốt thì em mới bán. Còn loại kém kém, ví dụ như mấy con nếch nếch nhái thì em không bán đâu, giá chỉ hơn triệu em không bán. Đấy, em nhá, chỉ bán những dòng mà nó cao cấp, mà tiếng nó hay, cắm vào là hay thì là em bán. Chứ còn những cái mấy con nếch nếch nhái nhái, ếch nhái ví dụ triệu, hơn triệu thì em không bán đâu. Ngày trước cũng bán nhưng mà bán rồi thì chất âm nó không được hay. Chất âm nó không được hay, mang tiếng hình ra. Rồi lại anh em lại bảo mình bán hàng đẻo. Đấy anh em nhé. Lọc còn nhiều anh nhé. 231S thì em còn rất nhiều. Còn khoảng độ gần 50 con. Ok Nguyễn Xiên nhé. Xét lại thoải mái anh nhé. Rất nhiều mốt con cái anh 180. Rất nhiều mốt con cái anh 180. Vì con cái anh 180 em bán rất nhiều anh em nhé. 800W đây anh. 850, 800W đây. Công suất chuẩn nhá anh em nhá. Đánh 2 đôi bát 30 căng đét luôn, căng phè luôn. Đấy, anh Dương Lê ơi, vang số thì anh thêm một chút nữa anh lấy con LX8 này, con này chỉnh tay dễ dàng luôn. Chỉnh tay dễ dàng. Có Bluetooth USB, Bluetooth cổng quang luôn. Đấy. Anh lấy con EX3000 đi, ngon hơn nhá. Có đèn nháy đẹp hơn nhá. Đấy, giá 1.2 triệu thôi. Đấy, thì anh Dương Lê anh lấy con LX8 này là ngon nhất này, giá có 3.3 triệu thôi. Mà chỉnh tay là dễ, chỉnh tay có clip chỉnh tay rồi, 3.3 triệu. Đấy, và chỉnh tay hay, tiếng hay. Đấy, hai mic riêng biệt luôn anh em nhé. Hai mic riêng biệt luôn. Hai mic này, một mic echo, một mic revert được, chỉnh riêng biệt luôn. Có Bluetooth USB cổng quang luôn. Đấy, không thiếu chức năng gì, gọi mốt bằng tay, gọi mốt bằng điều khiển. Có gì, có điều khiển luôn cho anh em. Đấy, có điều khiển đây cho anh em này. Đấy, có điều khiển tặng anh em luôn. Đấy, mấy dòng vang này của em đấy. Ôi có nhiều clip anh chỉ lên anh gõ là vang số LX8 thắng cao audio luôn. Là ra được rất nhiều clip nhá. Cứ gõ là LX8 thắng cao audio là ra được luôn. Con này chỉnh cực kỳ dễ dàng luôn. Chỉnh tay tất cả vang số bên em chỉnh tay được hết 100%. Đẩy 450 con đẩy 4 kênh hình thức thanh toán. Anh Hân Kiên đây. Hình thức thanh toán thì anh cứ đặt cọc trước cho em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại anh nhé. Con nào chơi một cặp full đôi, một cặp đơn và một súp. Anh chơi con MA1003 này anh nhé. Anh nhé. Chơi con MA1003 anh Trần Quốc Tuấn nhé. 10 triệu nhé. Bao đánh thoải mái cho anh luôn. Ok chưa? Con đẩy 450 thì anh Hân Kiên anh liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại này. Bây giờ thì anh gọi cho em số 662. Đặt cọc trước cho em 500.000. Nhận hàng thanh toán số tiền còn lại. Đấy anh em nhé. Nhận hàng thanh toán số tiền. LA800 không có con LA850 anh nhé. LA850 đây. Với giá hiện tại đang là 5 triệu anh ấy. Giá đang rất hấp dẫn. Còn rẻ như hàng bãi luôn anh em nhé. Nó rẻ như hàng bãi luôn. Ok chưa? Đấy, thì anh em có thể xem đủ các thể loại cho luôn cho anh em. Đó, bao nhiêu đấy. Cũng ok chưa? Đấy, anh em có thể liên hệ với hai số điện thoại này. Ơi bây giờ thì anh em gọi cho em số 662 nhé. Đấy. Có súp điện 30 Trần Trung Kiên có anh ấy. 30 đây lợi cao có tích đây. Đấy.
3,8 triệu anh em nhá. Có không trao đổi anh ơi, nhà em đầy đẩy, em còn cái thanh lý kia kìa, em nhận thêm về làm gì anh? Có nhận thêm nhưng anh cứ chuyển ra để em thanh lý cho. K10 không làm anh ơi. K10 bây giờ ai trả K10, K12, K20 rồi ấy. Đấy, làm bán làm sao được anh? Nhập về cả mấy trăm triệu tiền đẩy có bán được con nào đâu. Chết đòn đi. K10 nhập về bây giờ ế chổng trơ luôn đi. Lọc DOD không có anh. Anh lấy con 231S này, biến áp xuyến anh em nhé. 231S này là biến áp xuyến nhé. Em lưu ý nhé, là biến áp xuyến nhé. Đấy. Con 1.000 hàng gì vậy? Con này là lắc acoustic anh nhá. 102. Con vàng anh Thắng Nguyên đây 2,4 triệu thì không có điều khiển đâu anh ơi. Con 2,4 triệu này thì không có điều khiển đâu. Con này vang cơ mà, vang cơ lai số mà, thì làm gì có điều khiển đâu. Anh dùng con LX8 này này 3,3 triệu thì sẽ có điều khiển anh nhá. Đấy, con D5 này 3,7 triệu bảo anh 1 năm này, 4,1 triệu bảo anh 3 năm này, L9 này là 4,5 triệu này, à, đều có điều khiển hết. Cứ riêng con Q8 nó sẽ không có điều khiển. Con Q8 với con KX180 bên em là không điều khiển. Nó ba con này có điều khiển hết anh em nhá. Lọc 231S là 1,350 triệu anh em nhá. Bản nguồn xuyến nhá, 1,350 triệu. Còn bản nguồn thường thì 1,3 triệu. Bản nguồn xuyến thì đắt hơn. Bản nguồn xuyến thì là 1,350 triệu anh nhá. Đó. 231S chất âm cực hay luôn đấy. Đó. Son NGV kép anh ơi. Đây, main mạch của nó cũng giống y hệt main mạch của con này. Hai bo xử lý tín hiệu đây. Đấy. Quản lý nguồn thì hiện tại đang tạm hết rồi, chắc là nay mai sẽ về anh nhá. Đấy. Nay mai sẽ về giá 1 triệu quản lý nguồn. Đấy, có hai bo xử lý tín hiệu này. Đấy, đây là mạch công suất. Đấy. Son NGV kép hết anh em nhá. Đấy, hai quả gió đây. Đây tụ, đây biến áp, còn con 850 nó sẽ là khủng hơn. Con 850 sẽ khủng hơn, con này là con 450. Nhưng mà main của ba con này nó như nhau. Anh em nhá, nó khác mỗi là thêm sò thôi. Tất cả bên em là hàng mới anh Hào Nguyễn nhá. Tất cả là hàng mới hết, full hộp nguyên thùng hết cho anh em. Còn đây là em trưng bày ra để em giới thiệu với anh em thôi. Con nhà em thì không thiếu gì đẩy và tất cả đều là nguyên thùng nguyên hộp cho anh em luôn. Đấy, đây cho anh em nhìn hộp đây ạ. Hộp đây là hộp những của những cái con. Đó đấy, đây là con 1102 này, đây là hộp này. Đấy, còn đây là con 450 này, đây là hộp con 450 này. Đây là hộp con E7 này. Đấy. Đều là bóc hộp ra xong giới thiệu cho anh em hết nhá, chứ anh em không bán hàng bãi, anh em lưu ý với em là như vậy. Đấy, nguyên hộp nguyên thùng cho anh em luôn. Đấy, còn đây là những con hàng trưng bày thôi. Đấy, bỏ ra để test cho anh em thôi. Ok chưa ạ? Nó cũng là hàng mới hết anh em nhá. Rồi, những cái con này thì em tháo ruột ra, tháo vỏ ra cho anh em xem rồi. Ok anh Hào Nguyễn nhá. Đặng Văn Dũng chuẩn đấy, mua mới mà dùng mua cũ làm gì? Kể cả những cái con này em bỏ ra rồi nhưng nó vẫn là hàng mới. Đấy. Đấy anh em nhá, nói chung là chơi hàng mới dùng nó mên mạch nó mới toanh anh em nhá, nhìn cái mên mạch nó sáng loáng thế này này. Nhìn nó sáng loáng, nhìn nó mới toanh thế này này. Tuấn Thanh ơi, 450 là con này 16 xoài anh em nhá. 16 xoài công suất là 400W. Công suất chuẩn anh em nhá, 400W. TD0 anh ơi, con này mạch class 2H anh em nhá. Mạch class 2H. Chào Vinh Trần nhá. Đấy. Chả con nào TD cả. Ai có con kia là class D thôi. Chả con nào TD cả. Nhìn mạch nó sáng loáng thế này thì anh em tội gì anh em phải mua hàng cũ làm gì đúng không ạ? Đây nhìn mạch nó sướng thế này cơ mà. Đây tụ trở thẳng tăm tắp thế này cơ mà. Nhìn đẹp thế này cơ mà. Đấy. Anh em thấy đẹp không? Đấy tụ đây. Tụ đẹp không? Đấy. Con nào đánh súp kép anh Phương Nguyễn đây, anh chơi con này đi này. Một trong hai con này, hai con này đều chơi súp kép ngon lành luôn. 1,500W anh nhá. Trung Sơn anh hỏi con 4 kênh bao nhiêu watt anh? 650 này, 850 này, 1,300W này, có hết anh em nhá. Đấy. Anh em hỏi con gì mới được đi. Bây giờ anh em cứ hỏi 4 kênh giá sao, bây giờ có 3 con này. Con này là 6 triệu này. Con này là 8,3 triệu này, con kia là 10 triệu này. Con hai con này đều 8,7 triệu anh em nhé, đều là 1,500W, đều là 8,7 triệu hết. Đấy, nhưng con này nó nặng gấp đôi con này, con này class D, con này class H. Đấy, Hồng Đức cái 400W thì con này hiện tại đang là 3,7 triệu nhé, chưa bao ship. Liên hệ trực tiếp đi, 3,7 triệu thôi, chưa bao ship. Đấy, thêm 200.000 bao ship nhé. Bốn kênh chạy sò gì? Phạm Văn Hưng ơi, con này chạy sò là Toshiba nhé, Toshiba bao bền nhé. Đấy, bao bền luôn cho anh em, tem QC này. Đầy đủ cho anh em nhá, bao bền luôn. Con này chất âm của nó khá là chắc,
khá là chắc tiếng anh em nhé, rất chắc tiếng luôn, 12 tụ. Đấy, biến áp đây, biến áp bằng đồng anh em nhé. Đó, rất là lớn luôn ạ. Con nào đánh vừa ngon một cặp full 30. Ơi, vừa ngon này anh lấy 450 là đánh vừa ngon rồi nhá. Con này đánh 450 đánh vừa ngon một cặp 30 thoải mái luôn anh nhá. Đấy, chơi ngon. Em ở trong cái phòng của em còn đánh hai cặp bát 40 này. TD cô tích thì không có anh ơi. 4 kênh 800 nữa mới quá, con này 8 triệu 3 anh em nhá. 8 triệu 3 bao ship luôn cho anh em. Con 1.300 kia là 10 triệu, con này là 6 triệu là chưa bao ship này, thêm 300.000 bao ship này. Đấy. Đít con 1.500 á. Nguyễn Đắc Công. Đây anh, đít con 1.500 đấy. Đấy, đây là đít con 1.500. Đấy. Đấy, đít con 1.500. Made in PRC đàng hoàng anh em nhé. Made in PRC đàng hoàng anh em nhé. Đấy, made in PRC này. Ok chưa? Technology là công nghệ của Mỹ nhé. Made in PRC là sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Đấy, nói thẳng với anh em là sản xuất tại Trung Quốc. Tất cả, bây giờ tất cả các hãng nó đặt ở Trung Quốc rồi thì nó không sản xuất ở Trung Quốc thì sản xuất ở đâu đúng không anh em? Tất cả sản xuất ở Trung Quốc hết. Đấy, đây cái dây nguồn này. Hôm nay không anh ạ. 4 kênh đánh 4 cặp full đơn 40, 76 được không? Chơi tốt anh ơi, anh Phương Nguyễn này. 4 kênh thì 4 cặp full đây, anh có thể chơi con MA 1003 này. Chơi thoải mái luôn, quay 100 anh còn dã được anh nhá. Quay 100 còn dã được. Đấy, cái dây nguồn nó đây này. Đấy. Dây nguồn nó thế này cơ mà. Đấy. Đấy, nhìn nó khủng khiếp luôn. Đây còn con này dây nguồn đây cũng rất là bự này. To như cái dây chảo. Đấy anh em nhìn đây nhá. Giá sao? Con này 10 triệu anh nhá. 8 con full đơn 40, quay 100 dã. Dã cháy loa luôn. Ok chưa? 8 con 40 con 100, ok chưa? Hoặc là 4 con full đôi 40. Cháy dã cháy loa luôn, bao cháy loa luôn. Dã thoải mái luôn anh em nhé. Đấy, còn đây là dây nguồn của nó này. Đấy, dây nguồn đây này, từ giờ quên không rút này. Dây nguồn nó cứ như là cái dây chảo anh em nhé. Ok chưa? Dây nguồn cứ như dây chảo luôn. Không bán trả góp nữa anh ơi. Không làm trả góp. Nhiều anh em cứ trả góp từ xa xong lại không có thẻ tín dụng thì em chịu anh em. Đấy, ok chưa? Đấy, dây nguồn này to như cái dây chảo luôn này anh em này, thấy chưa? 1.300 công suất cơ mà, 4 kênh cơ mà. Đấy, bao phê luôn. Giới thiệu loa XP8000 thì em bỏ từ lâu rồi anh ạ. Giới thiệu loa, bây giờ hôm nay là loa giới thiệu cái loa gì bây giờ đây? 4012, 8 triệu 2. TVK12 thì là 12 triệu rưỡi. Đấy, đây 4012. Còn V12 đang cắm ở đây thì là 7 triệu 6. Đôi này rẻ nhất bên em, 7 triệu 6 này. Rẻ nhất. Đấy, còn đâu con này là KT12. Đây, con này là 10 triệu một cặp đây, bát neo, check neo, sơn, sần cát. 4 kênh, 4 đôi đánh mấy ôm vậy anh? 4 kênh, 4 đôi. 4 kênh, 4 đôi thì phải đánh ở 4 ôm rồi. Chứ còn đánh ở mấy ôm nữa anh? 4 kênh, 4 đôi còn đánh là 4 ôm rồi anh, chứ còn đánh gì nữa? Đúng không ạ? 4 kênh mà đánh 4 đôi thì cứ mỗi một đôi một kênh thì là đánh 4 ôm rồi. 4 ôm còn đấy lên được tầm 1.900-2.000W. 1.900-2.000W thì đánh thoải mái, đánh cháy loa luôn. Bình thường 40 quay 100 thì tầm 3.400W là cùng thôi. Đánh 1 ôm thì chịu, chả để nào đánh 1 ôm. Đánh 1 ôm thì chuẩn bị là đi lấy sò ra để mà đi nướng anh ạ. Đánh 1 ôm thì nướng sò. Chuẩn bị là cầm rượu đi để nướng sò ăn. Đánh bình thường anh em chơi 4 ôm thôi. Anh em đánh 2 ôm thì tiếng nó bị méo. Đánh 4 ôm là ra tiếng súp là hay. Đấy không thì anh em đánh 8 ôm, đánh 16 ôm là tốt nhất. Đánh 8 ôm là đánh full, đánh 16 ôm đánh full. Không thì anh em đánh 4 ôm là đánh súp.
chứ còn đâu anh em đánh như trở kháng thấp quá, đánh nó tiếng bị đuối ấy, tiếng nó chán lắm, méo tiếng. Chứ còn đâu đánh thì anh em cố gắng là đánh ở 4 ôm là hợp lý nhất rồi, là hay nhất, 4 ôm là hay nhất anh em nhé. Đó, cốt số à, hiện tại em con DX480, con DX480 vừa hết hàng, ngày mai có hàng về. DX480 còn đây là một cốt số chất rồi. Giá của bộ cốt đây là 5 triệu 8 anh nhé. Một ôm thì rẻ lắm. Một ôm thì xác định là cầm thêm chai rượu nữa anh nhé. Cầm thêm chai rượu để nướng sò lên ăn. Đánh được 2 đôi 30. Anh ơi, anh Nguyễn Văn Hưng ơi, chơi thoải mái anh nhé. LA850 kìa, đánh 2 cặp 30 coi 76 thoải mái luôn, dư công suất nhé. 850 là chơi ngon lành rồi. Vâng, cốt nó quá quan trọng luôn, cốt nó là đầu não của bộ dàn luôn anh em nhé. Cốt là đầu não của bộ dàn, con cốt mà không hay thì cả bộ dàn vứt đi hết, khẳng định luôn. Mùa chơi một ôm đem bán nhôm nhựa không? Chơi một ôm thì anh em cầm thêm chai rượu để mà uống mấy cái sò đây này, đi hết sò luôn. Nếu mà chạy một ôm thì chạy được một lúc đấy, chạy được một lúc nhá, chạy được một lúc xong rồi cứ cầm con sò này ra xong rồi uống rượu thôi, chứ còn đâu không làm được cái gì khác. Thế thôi, chỉ ngắm thôi anh em. Chơi một ôm thì chỉ trong vòng vài phút là đứt hết, trong vòng vài phút là báo đèn hết, đi hết. Có lọc không? Có anh ấy, anh Nguyễn Đông ấy, có lọc nhá, 231S nhá. Giá hiện tại là 1.350.000 với anh lọc nguồn xuyến. Đánh đúng rồi, đánh 4 ôm mà 4 kênh, 4 kênh mà đánh 4 đôi thì ra 4 ôm mà. Đánh như thế là bình thường mà. Đánh như thế là bình thường thì anh em chơi như vậy là đẹp rồi. Đó. Thôi, xin phép anh em nhá. Anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại này giúp em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại hoặc Zalo anh em nhé. Địa chỉ của bên em là số 7 ngõ 105 đường Lá. Đánh loa 76. Em ấy, anh lấy à, anh lấy con 450 là chơi được anh nhé. 450 là chơi được này. Đấy, 3.700.000 anh nhé. Đấy, anh em liên hệ hoặc là tới địa chỉ bên em anh em nhé. Rồi bây giờ em xin phép là em xin dừng cái live stream đây thôi. Cũng đã muộn rồi, thì xin phép tất cả các anh em. Thì mai hoặc là khi tối hoặc là mai em sẽ lên live stream tiếp anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em ạ. Chúc em buổi chiều vui vẻ anh em nhé.